Xin chào các bạn, mình gặp lại nhau nữa. Trong video hôm qua, tôi chia sẻ quan điểm của tôi về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Và trong video hôm nay, tôi muốn tiếp tục chia sẻ. Bây giờ, cuộc chiến tranh này đang diễn ra rất kịch liệt và sẽ kết thúc bằng cách nào không có ai biết. Nhưng mà tôi thấy mình có thể dự đoán dự trên một số dấu vết. Dấu vết gì? Chính là chủ đề của video hôm nay. Và tôi phải nhấn mạnh một điều là chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Những dấu vết mà tôi muốn đưa ra cho các bạn, muốn chia sẻ cho các bạn chính là các bên có liên quan đến cuộc chiến tranh này sẽ có ý muốn gì riêng. Thế có ai có liên quan đến cuộc chiến tranh này? Bốn bên: Nga, Ukraine, châu Âu và Mỹ. Đầu tiên, đối với Nga, ý muốn quan trọng nhất của họ là ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO để chứng minh Nga là đại diện của dân tổ xứ Slav. Thế có hai cách để thực hiện điều đó. Thứ nhất, hoàn toàn chiếm lĩnh Ukraine. Nhưng mà cách này khó làm được. Nếu có thể làm được thì khi Liên Xô giải tán thì Ukraine sẽ không độc lập ra khỏi Nga. Chính là khi Liên Xô giải tán và Ukraine có thể độc lập ra khỏi Nga đã chứng minh Nga không có năng lực thống trị Ukraine và Nga cũng không có năng lực chiếm lĩnh toàn diện Ukraine. Cũng có cách thứ hai, tức là xây dựng một chính quyền thân Nga. Cách này cũng là Nga đang làm, tức là có thể tiến quân vào Kiev một cách nhanh chóng. Kiev là thủ đô của Ukraine. Và xây dựng một chính quyền thân Nga một cách nhanh chóng và sau đó rút quân về Nga. Và Nga có thể chứng minh mình vẫn là đại diện của dân tộc Slav và có thể trừng phạt bất cứ ai mà không nghe theo mình. Thế có hai vấn đề: bao lâu mới có thể tiến vào Kiev và có thể chiếm lĩnh Kiev bao lâu? Đối với Nga thì càng lâu càng không tốt, tại vì càng lâu thì sẽ càng tốn tiền, tốn mệnh, tốn sinh mệnh của người Nga. Tóm tắt lại, ý muốn của Nga là có thể xây dựng một chính quyền thân Nga càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Và sau đó là Ukraine. Ukraine thì sẽ hoàn toàn ngược lại Nga, tức là chiến tranh có thể tiếp tục càng lâu càng tốt, càng dài càng tốt, tại vì người Ukraine đã không có cái gì có thể mất đi rồi. Cho nên miễn là có thể tống tiền, tống mệnh của Nga thì sẽ có thể mãn nguyện rồi. Mục đích cuối cùng là làm nâng Nga không chịu được nữa, rút quân về Nga và Ukraine có thể gia nhập NATO. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy Ukraine đã phát động quân dân, đó là một chuẩn bị, một hành động để cho một chiến tranh lâu dài. Sau đó đối với châu Âu là giống với Nga, chiến tranh có thể kết thúc càng sớm càng tốt, có thể càng nhanh càng tốt. Nhưng mà mục đích cuối cùng là hoàn toàn ngược lại Nga, là Nga không thể xây dựng một chính quyền thân Nga và Nga có thể rút quân. Tại sao châu Âu hy vọng chiến tranh có thể kết thúc càng sớm càng tốt? Tại vì châu Âu có nhu cầu lớn với khí thiên nhiên của Nga. Các bạn thấy ở bức tranh này, nhập khẩu khí thiên nhiên của châu Âu có 30% từ Nga, 30% từ Mỹ và 30% từ Qatar. Ok, nếu chiến tranh này tiến hành càng lâu thì ý là châu Âu không có lựa chọn mà phải trừng phạt kinh tế cho Nga. Một trong những thủ đoạn đó là không nhập khẩu khí thiên nhiên từ Nga. Làm vậy tất nhiên là không tốt cho Nga và cũng không tốt cho châu Âu, tại vì giá cả của khí thiên nhiên Nga là rẻ hơn. Thì nếu không nhập khẩu khí thiên nhiên từ Nga, cũng có lựa chọn khác, có thể nhập khẩu khí thiên nhiên từ Qatar và Mỹ. Nhưng mà năng lực xuất khẩu khí thiên nhiên của Qatar đã đến mức tối cao rồi, cho nên châu Âu sẽ tăng thêm nhập khẩu khí thiên nhiên từ Mỹ. Cho nên chúng ta cũng có thể nhìn thấy trong tháng 1, tức là tháng trước, tỷ lệ của nhập khẩu từ Mỹ đã tăng đến 50% rồi, và giá cả khí thiên nhiên của Mỹ cũng là đắt hơn. Nói tóm tắt lại, đối với châu Âu, nếu chiến tranh diễn ra càng lâu, ý là châu Âu sẽ càng tốn tiền, không có tốn mệnh nhưng mà tốn tiền. Cuối cùng là đối với nước Mỹ thì giống với Ukraine, nhưng mà ngược lại châu Âu và Nga, tức là chiến tranh có thể diễn ra càng lâu càng tốt, tại vì xuất khẩu khí thiên nhiên đi châu Âu có thể càng nhiều, tức là có thể làm tiền càng nhiều. Ngoài lý do này ra, cũng có một lý do nữa là có thể tận dụng Ukraine để hao tổn tài nguyên Nga, tức là giống với tình hình là khi nước Mỹ chiếm lĩnh Afghanistan. Khi đó Afghanistan đã hao tổn tài nguyên của nước Mỹ trong 20 năm. Và mục đích cuối cùng là làm người dân Nga không chịu đựng nữa và làm chính quyền Putin sụp đổ. Ok, hy vọng tôi đã giải thích quan điểm của tôi một cách rõ ràng rồi. Chỉ là quan điểm cá nhân tôi thôi. Dù sao trong tương lai
cuộc chiến tranh này sẽ xảy ra, sẽ diễn ra thế nào, không có ai biết. Theo tôi, mình chỉ có thể dựa trên một số dấu vết để suy đoán các bên trong chiến tranh này sẽ làm theo hướng nào. Nhưng mà có thể làm theo ý muốn của họ, có thể thành công hay là thất bại, không có ai biết. Hy vọng các bạn thích quan điểm của tôi, cũng thích nội dung của video hôm nay. Nếu các bạn thích, hy vọng các bạn có thể đăng ký kênh của tôi. Nếu các bạn chưa đăng ký, hẹn gặp lại. Bye bye.